Cách để lật ngược một danh sách ở trong Microsoft Excel. Ví dụ như ở đây tôi có danh sách 1 có họ và tên theo dạng như thế này. Và danh sách này chưa được sắp xếp. Và bây giờ tôi muốn sắp xếp ngược lại từ bảng cuối cùng sẽ lên đầu tiên. Tương tự như vậy. Để thực hiện được như vậy chúng ta sẽ nhập công thức như sau. Bằng index. Hàm này sẽ trả về giá trị của ô theo vị trí dòng và cột. Ở đây chúng ta sẽ quét chọn vùng danh sách 1. Và vùng chọn này chúng ta sẽ cố định bằng phím F4. Tại mục row chúng ta sẽ sử dụng công thức row. Hàm row sẽ trả về số dòng của một danh sách. Ở đây chúng ta sẽ quét chọn từ B3 tới B22. Tương tự như với phần danh sách ở bên này, nhưng ở đây chúng ta sẽ cố định ô cuối cùng. Các bạn nhấn F4 và đóng dấu ngoặc. Như vậy khi chúng ta sao chép công thức thì B3 sẽ tăng lên B4, B5, vân vân. Còn B22 vẫn giữ nguyên. Như vậy số dòng của vùng này sẽ giảm dần. Các bạn enter để xem kết quả. Như vậy bạn Hoàng Kim Ngân này từ vị trí cuối cùng đã lên vị trí đầu tiên. Sau đó chúng ta sẽ sao chép cho các ô còn lại bằng cách nháy đúp. Chúng ta chỉ sao chép công thức, không sao chép định dạng. Như vậy chúng ta đã có danh sách 2 là danh sách ngược với danh sách 1. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.